Chipu được tôn như đỉnh lưu xứ Trung, vừa về Việt Nam đã bị soi ra một điểm bất thường. Mới đây, Chipu đã có mặt tại sự kiện công bố dự án phim điện ảnh mới đã được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện có sự tham gia của ekip phim đặc biệt là nam nữ chính Chipu và Thuận Nguyễn. Trong loạt ảnh camera thường, Chipu khiến dân tình ngỡ ngàng với nhan sắc cực xinh đẹp của mình. Theo đó, Chipu diện một chiếc váy cổ yếm màu đen, bộ trang phục tối màu góp phần làm tôn lên làn da trắng cùng nhan sắc cực bén của cô nàng. Đường nét gương mặt xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ của Chipu khiến dân tình mê mẩn. Nhiều khán giả nhận xét, Chipu dù ở ảnh chụp chưa qua chỉnh sửa vẫn cực kỳ cuốn hút. Thời gian vừa qua, Chipu liên tục gây sốt khi xuất hiện trên các chương trình lớn của Trung Quốc như Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng, Tin chào thứ bảy. Nhan sắc xinh đẹp, sự năng động đáng yêu cùng với gu thời trang cực đẹp của cô nàng nhanh chóng chinh phục vô số khán giả. Không những vậy, Chipu còn cho khai trương một quán phở tại Thượng Hải. Xuất hiện cạnh Chipu trong sự kiện là Thuận Nguyễn, anh chàng cũng diện một bộ trang phục tối màu làm nổi bật gương mặt điển trai, nam tính. Chipu và Thuận Nguyễn khoác tay nhau cực tình tứ tại sự kiện công bố dự án phim điện ảnh mới. Mặt khác, cách đây không lâu, cộng đồng mạng đã chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Chipu giao lưu cùng một số fan Trung Quốc sau khi kết thúc buổi biểu diễn tại sự kiện âm nhạc Asian Youth Music Festival 2023 AIMF, Đại nhạc hội thanh niên châu Á. Theo đó, trên đường di chuyển về khách sạn để nghỉ ngơi sau màn trình diễn đầy thăng hoa, Chipu đã bắt gặp một vài bạn fan xứ Trung và đã nán lại để giao lưu cùng mọi người. Trong clip, nữ ca sĩ khiến khán giả nước nhà càng thêm yêu mến bởi sự thân thiện, gần gũi của Chipu khi trò chuyện cùng fan Trung. Đặc biệt, dù bị quay lại bằng camera thường, nhưng sắc vóc của giọng ca đóa hoa hồng vẫn vô cùng nổi bật khiến ai nhìn cũng đều phải mê mẩn. Chưa kể trong lúc nói chuyện cùng fan, nữ ca sĩ khiến cư dân mạng đổ gục trước một số biểu cảm vô cùng đáng yêu. Chipu cũng luôn nở nụ cười tươi trên môi khi giao lưu cùng fan. Chính điều này đã giúp cho cái tên Chipu luôn được săn đón và ủng hộ cực nồng nhiệt tại đất nước tỷ dân. Sự kiện âm nhạc Asian Youth Music Festival 2023 AIMF, Đại nhạc hội thanh niên châu Á cũng chính là sân khấu solo đầu tiên của Chipu tại Trung Quốc. Đặc biệt, khi biết tin Chipu sẽ trình diễn tại Asian Youth Music Festival năm nay, các fan Trung đã xếp hàng trước tận một ngày. Dưới bài đăng khoe khoảnh khắc tổng duyệt của Chipu, một fan đã bình luận: "Để có thể nhìn thấy chị ở hàng đầu, tối nay chúng em dự định sẽ ở bên ngoài chỗ diễn xếp hàng luôn." Thấy vậy, Chipu liền đáp: "Mọi người nhớ cẩn thận, chăm sóc bản thân nhé. Các fan đã trấn an thần tượng của mình, đừng lo tụi em mặc đồ dày với mang nhiều đồ ăn lắm." Các fan cũng đầu tư cho màn cổ vũ thật hoành tráng cho Chipu bằng các bảng đèn, cờ lớn, gậy phát sáng, mũ tiếp ứng. Chưa hết, người hâm mộ nữ ca sĩ cũng vô cùng tinh tế khi tiết lộ lý do chọn vị trí đứng để canh được góc mặt đẹp của Chipu. Chipu Pao đứng sát hàng rào ở góc hơi lệch trái sân khấu bởi vì chi nói góc mặt bên phải của chi đẹp. Sau khi đoạt cúp đạp gió mùa 4 cùng 10 chị đẹp khác, Chipu đang hoạt động tích cực tại thị trường Trung Quốc. Cô được mời tham gia nhiều chương trình nổi tiếng như A Delicious Yes, Hello Saturday. Ngày 13 tháng 10, Chipu khai trương quán phở Việt tại Thượng Hải, mong muốn quảng bá ẩm thực Việt ra quốc tế, nhận được sự ủng hộ. Chipu tên thật Nguyễn Thùy Chi, 30 tuổi, quê Hà Nội. Cô từng tham gia các phim Chị Em, 10, Lời Nguyền Trở Lại, nhận giải thưởng nữ diễn viên được yêu thích nhất tại lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần 9. Sắp tới cô trở lại màn ảnh qua dự án Người Mặt Trời, chủ đề Macaron do Timothy Linh Bùi đạo diễn. Năm 2017, cô lấn sân ca hát, lần lượt phát hành các sản phẩm như Từ Hôm Nay, Em Sai Rồi, Anh Xin Lỗi Em Đi, Mời Anh Vào Tim Em, Cùng Đàn Vỡ Đôi, Mơ Anh.